Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Tiếp tục cái bài 8 về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Thì hôm nay sẽ là phần 3 nhé. Phần 3 là bắt đầu thầy sẽ trước bài tập. Cái phần này thì rất là nhiều bài tập các bạn ạ. Đấy. Đây, cho các bạn xem này. Từ bài 58, 59 này, 60, 61 rồi phần luyện tập. Đấy, đây là cái phần luyện tập tổng hợp này thì rất là nhiều bài tập luôn nhá. Ok. Thế thì bây giờ thì chữa luôn chúng ta nhé. Bài 58 nào. Đấy, các bạn nhìn bài 58 chưa? Rút gọn các biểu thức sau. Có lẽ là thầy sẽ chép cái đề ra này nhé. Ý A này. 5 1 phần 5 căn 1 phần 5 phần 2 căn 20 cộng căn 5. Thì còn ý B này. Đấy, thầy chép trước rồi nhé. Để cuốn sách ở đây nó vướng lắm, nó cứ cồng kềnh. Rồi, chép hai ý trước để. Nào, thế thì bài này thì chúng ta thấy là về phương pháp mà khi rút gọn căn nhá. Các em làm thế nào đó để đưa những cái thừa số ra ngoài căn là được. Ở đây 1/5 thì không biến đổi được, đúng không? Không đưa được. Nhưng mà ở đây lại, các bạn thấy không? Cả tử và mẫu nó đều nằm trong căn. Vậy chỗ này là chúng ta phải thực hiện công thức cái việc là biến đổi là làm cho gì nhỉ, khử mẫu của biểu thức lấy căn, đúng không? Đấy. Thế gì mẫu là số 5 thì chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với mấy nhỉ, với 5, đúng không? 5 x 5 là 5 bình cộng 1/2 này. Căn 20 thì chúng ta tách thành 4 x 5, 4 tách thành 2 bình nhân 5, đúng không? Thành căn 5. Đấy, ok chưa? Thế thì số 5 này, chỗ này nhá, ta sẽ có là căn 5 chia cho căn 5 bình, đúng không? Đấy. Cộng 1/2 này. Chỗ này 2 bình, 2 phương ra bằng 2. Trong tử trong này của chúng căn 5 thôi. Bằng 5 căn 5. Căn 5 bình thì 2 phương bằng 5 cộng với này 1/2 nhân 2 thì là hết rồi, 22 hết rồi. Vậy chúng ta còn căn 5 cộng với căn 5. Đấy, ok chưa? Thầy làm cho nó rất là chi tiết nha, để các bạn nắm được nhá. Thế số 5 với số 5 ở đây thì rút gọn được. Vậy trên tử chúng ta chỉ còn căn 5. Ba cái căn 5 nhân với nhau, hệ số là 1 cộng 1 cộng 1. Vậy chúng ta bằng 3 căn 5. Được chưa? Đấy, các em có thể thử lại bằng máy tính nhé. Đây, các bạn nên thử lại máy tính cho nó cẩn thận. Ví dụ 5 căn này, 1/5 này, không mất nhiều thời gian đâu. Căn của 20 cộng căn 5. Thấy chưa? Đây, các bạn nhìn thấy kết quả chưa? Nào, ý B nào. Tương tự như thế nhỉ. Ý B của chúng ta thì chỗ này là cái số 1/2 này. Vậy chúng ta phải khử mẫu đi nhá. Vậy chỗ này 1 x 2 trên 2 x 2 là 2 bình phương. Đó. 4,5. 4,5 thì chúng ta tách thành số nào? Thế thì chúng theo quy tắc bình thường chúng ta có tách thành 45 phần mấy? Phần 10. Đúng chưa? Chỗ này sẽ là 125 phần 10. Các em cũng có thể bấm máy cái này cho nó chia rút gọn luôn được. Thế thì chỗ này ta có căn 2 này trên căn 2 bình này. Là 45 phần 10 chúng ta sẽ rút gọn đi cho mấy nhỉ? Cho 5 đúng không? Vậy thì trên tử còn 9 này. Dưới này còn 2 này. Đó. Cộng này. Chỗ này rút gọn đi cho 5. Cả tử và mẫu cho 5. Thì trên tử còn 25. Dưới mẫu còn 2. À. Như vậy các căn này đều có chữ 2 dưới mẫu. Chỗ này bằng căn 2 trên 2 này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với lại số 2, đúng không? Vậy 9 nhân với 2 này trên 2 bình này cộng này 25 nhân 2 này trên 2 bình. Đó. Đến đây là thấy đẹp rồi đúng không? Đấy, các bạn thấy dòng này chữ của thầy đẹp không? Đấy, nói chung là đẹp hơn năm ngoái phải không nhỉ? Đa số nó đẹp hơn. Thỉnh thoảng mới có cái bài chữ xấu thôi nhá. Nào, căn của 9 x 2 thì chúng ta sẽ cứ để căn 9 x 2 nhé. Chỗ này là căn 2 bình phương cộng này
25 nhân 2 trên căn 2 bình. Đấy, rất là chi tiết luôn. Đấy, thầy hy vọng là các bạn khi xem những video bài giảng của thầy thì tất cả các em để xem được đều hiểu nhá. Căn 2 trên 2. Tất nhiên thì có những bạn nào khá giỏi hơn mà xem được thì các bạn có thể làm tắt bỏ qua một số bước. Chỗ này căn 9 nhân 2 thì căn 9 khai phương là 3. Căn 2 chia cho 2. 25 thì khai phương bằng 5, còn căn 2 trên 2. Vậy tất cả cái mẫu của chúng ta là mấy rồi? Là 2 rồi, đúng không? Chúng ta lấy tử cộng tử nhá. Căn 2 này cộng 3 căn 2 này cộng 5 căn 2 này chia 2 này bằng 1 cộng 3 là 4 này, 4 cộng với 5 là 9 này. Vậy là 9 căn 2 trên 2. Đấy. À, những cái bài này các chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra một cách chính xác nhá. 1/2. Thầy khuyên các bạn là nên kiểm tra, ok chưa? 12,5. 9 căn 2 trên 2. Đấy. Rồi. Chúng ta sang IC nhỉ. Yeah. C thì sẽ chép đầy vào trong này nhé. Căn 20 này trừ đi căn 45 này cộng 3 căn 18 72. Ở đây ID này sẽ là 0,1 nhân căn 200 cộng 12 căn của 0,08 cộng 0,4 căn 50. Ok chưa? Rồi. Rồi IC nào. IC có vẻ là nhìn nó khá là dễ rồi, đúng không? À, căn 20 này các bạn tách thành 4 nhân 5. Tức là 2 bình nhân với 5 đấy. Đấy. À, căn 45 thì bằng 9 nhân 5, tức là 3 bình nhân 5. Đấy, quá đẹp luôn. 18 thì bằng 9 nhân 3, tức là 3 bình nhân với à đâu 3 bình nhân 2 chứ, 9 nhân 2 chứ. 72 thì bằng 36, tức là 6 bình nhân với 2. Đấy, tuyệt vời chưa? Chỗ này là 2 bình thì bằng 2 căn 5 trừ này. Chỗ này ta có 3 căn 5. 3 bình khai phương là 3 căn 2 và chỗ này là 6 căn 2 nhá. Đến đây thì có hai cái thằng này đồng dạng, 2 căn 5 và trừ 3 căn 5. Thế thì 2 trừ đi 3 còn trừ 1, trừ 1 không cần viết nữa, chỉ viết dấu trừ thôi, trừ căn 5. Đây này, 3 x 3 là 9. 9 căn 2 cộng 6 căn 2. Thế thì 9 cộng 6 là 15 căn 2. Ok chưa các em? À, thì cái bài này thì đến đây thôi nhá. Rồi. Hai thằng này không đồng dạng, không rút gọn được nữa đâu. Bài này nào? Chỗ này 0,1 giữ nguyên. Căn 200 thì tách dễ rồi. Chắc chắn là sẽ bằng 100, tức là 10 bình nhân với 2. Đúng không? Cộng với này. 2 này. À, 0,08 0,08 thì các bạn có thể bấm máy, tức là bằng 8/100, đúng không? Rút gọn bằng 8/100 thì rút gọn luôn nhé. 8 chia 100 xem nào. Bằng 2/25. 2/25 các bạn ạ. 0,4 này. Số 50 này thì các em sẽ tách thành số nào? Tách thành số chính phương nhá. Là 25 nhân 2, tức là 5 bình nhân 2 bằng 0,1 này. Căn của 10 bình là bằng 10 rồi. Căn 2 đúng không? À, chỗ này thì đẹp quá. Chỗ này sẽ là thành tử là có căn 2. Dưới mẫu này căn 25 thì bằng 5 luôn. Cộng 0,4 này. 5 bình khai phương là bằng 5. Còn lại căn 2. Ok chưa? Bằng 0,1 nhân với 10 thì bằng 1 đúng không? 1 căn 2 thì chúng ta chỉ viết là căn 2 thôi. Chỗ này sẽ là bằng 2/5 nhân căn 2 cộng này. 0,4 nhân 5 là bằng 2 căn 2. Đấy. Thế thì đến đây các bạn thấy không? Tôi sẽ viết này. Hệ số ở đây là 1 này cộng với 2/5 này cộng với 2 này. Tất cả cùng là căn 2 cả. Chỗ này các bạn thử bấm máy nhá. 1 cộng 2 là 3 cộng với 2/5 bằng 17/5 căn 2. Đấy. Một cái bài nó xấu xấu như này thì tính lại nhé. 0,1 căn 200 này à, cộng 2 căn của 0,08 này à, cộng 0,4 căn của 50 này. 17 căn 2 trên 5, chính xác.
phải không? Đây. Được rồi. À vậy là chúng ta xong bài 58 đúng không? Chúng ta tiếp tục cái bài 59 nhá. Bài 59 thì vẫn rút gọn các biểu thức, nhưng biểu thức này là biểu thức chứa chữ các bạn ạ. Đây. Đây xin nhá. Đấy thì bây giờ thầy sẽ chép cái đề vào nhé. Gia này. 5 căn A này trừ đi 4B này căn của 25A mũ 3 cộng với 5A căn 16AB bình trừ đi 2 căn 9A. Điều kiện bài này người ta cho AB lớn không hết rồi. Đấy. Ok chưa? Đấy, thế thì rút gọn chúng ta thấy là cái bài này nhé. 5 căn A này, cái số căn A của chúng ta không biến đổi được nữa đâu, đúng không? Trừ đi 4B này. Ở chỗ này 25 A mũ 3 thì các bạn thấy như sau, thầy sẽ tách thành 25 này nhân với A bình này nhân với A này. Ok chưa? Cộng 5A này. À chỗ này khai triển luôn nhá. 16 thì thành 4. Thế còn A thì không khai phương được rồi vì nó không có bình phương. Thế còn B bình thì trị đối của B. Và còn căn A nữa, trừ đi 2 này. 9 khai phương ra bằng 3, còn căn A nữa. Đấy. 5 căn A. Chỗ này là 4B này. 25 khai phương ra bằng 5 này. A bình là trị đối của A này nhân căn A. Đấy thầy cứ làm đúng các bước để trị đối nhá. Chỗ này 5 nhân A nhân 4 thì bằng 20A. Còn trị đối của B, vì B dương thì nó chính bằng B. Được chưa? 6 căn A bằng 5 căn A trừ này. Chỗ này là 5, 4, 20, 20. Trị tuyệt đối của A, vì A dương, cho nên nó bằng A và B. Đấy, thầy viết A lên trước, B sau. Ok chưa? Cộng 20 AB căn A trừ 6 căn A. Đến đây các em nhìn thấy này, chỗ này là 20 trừ 20 AB căn A. Chỗ này là cộng 20 AB căn A, thế hai thằng này triệt tiêu đúng không? Chúng ta chỉ còn 5 căn A với trừ 6 căn A thôi. Thế thì 5 trừ đi 6 là trừ 1, vậy chúng ta còn trừ căn A. Ok chưa các em? Rồi. À thế thì cái bài này nhé, bài này có kiểm tra lại được không? À có, bây thầy hướng dẫn các bạn kiểm tra này. Đấy, thầy hướng dẫn rất là nhiều rồi. Chúng ta nhập toàn bộ biểu thức này vào. A chúng ta coi là x, còn B chúng ta coi là y, hiểu không? Vậy là 5 căn x, x thì các bạn ấn alpha xong ấn cái chữ x ở đây nha. Alpha x. Đó. Đây thì để cái đây. Trừ đi 4 căn 4b à? B là y đúng không? Alpha y. Căn này 25 a mũ 3, 25 alpha x mũ 3. Đấy nhập bình thường. Cộng với 5 a là x nhân với căn của 16 alpha x, tức là a đấy, b bình là y, alpha y bình phương trừ đi 2 căn của 9a, tức là 9 alpha x. Đấy. Sau đó các bạn trừ đi kết quả, trừ đi kết quả. Kết quả chúng ta mở ngoặc ra nhé. Kết quả là trừ căn a, trừ căn alpha x. Đó, ok chưa? Sau đó bây giờ các bạn ấn cái gì? Ấn can CLC này. Nhập một giá trị x mà, x người ta hỏi là x là a đúng không? Y là b thì tất cả đều dương hết, các bạn nhập x bằng 9 đi. Đấy, y cũng bằng 9 đi. Nếu kết quả bằng 0 thì là đúng. Đấy, bằng 0 là đúng. Ok chưa? Nhập số nào cũng được nhá. Rồi, chữa tiếp ý B nào. Ý B là 5a 64ab mũ 3 trừ căn 3 nhân với 12 a mũ 3 b mũ 3 cộng 2ab 9ab trừ 5b 81 a mũ 3 b. Nào bài này nào. Bằng. À về nguyên tắc các bạn nhớ này, chúng ta cứ tách làm sao để xuất hiện trong căn là những số bình phương hoặc là những số có dạng chính phương. Ở đây là ta có 5A giữ nguyên. Nha, quặng 64 thầy đưa ra khai căn thành 8 luôn, đúng không? Thế thì trong cái căn này còn A này. B mũ 3 thì thầy tách thành B bình
nhân với b. Ok chưa? Đấy, để nó xuất hiện cái b bình này. Căn 3 với căn 12, căn 12 thì tách thành bao nhiêu? À, căn 3 thì thầy nhân vào nhá. Vậy thầy nhân cả hai thằng này vào. Tại sao lại nhân? Vì căn 3 không biến đổi được. Đấy, mà các bạn thấy là 3 nhân 12 thành 36. Vậy căn 3 nhân vào đây thành căn 36. A mũ 3 thì lại tách thành A bình nhân với A. B mũ 3 lại tách thành B bình nhân B. Đấy. Ok chưa? Cứ tách bình thường thôi. Chỗ này thì 9 khai phương được rồi là bằng 3, đúng không? 3 nhá. Căn AB thì kệ nó, không thể tách được nữa. Chỗ này nào. 81 khai phương bằng 9 này. A mũ 3 là A bình nhân A nhân B. Đấy. Được chưa nhỉ? Chúng ta có tách dần dần. 8 x 5 là 40A. Chỗ này này, chỗ này là B nhá, B bình là trị tuyệt đối của B nhân căn AB trừ này. 36 khai phương là bằng 6 này. A bình khai phương là A này. Chỗ này là B này. Đấy, để theo đúng quy tắc là trị đối nhá. Ở trong căn của chúng ta chỉ còn A với B thôi. Cộng này. 2 x 3 là 6AB căn AB trừ này. 45B A bình là trị đối của A. Đấy. Nhớ là kéo kín hết cái căn này, phải kín hết các số nhá, các chữ nhá. Đến đây sẽ là 40AB. Đúng không? Vì AB lớn không rồi, cho nên rất là may mắn, cho nên chúng ta xử lý rất là dễ. Chỗ này sẽ là trừ 6AB thôi. Cộng chỗ này là 6AB trừ này 45AB căn AB, đúng không? Đấy, hai thằng này triệt tiêu này hết nhá, hai thằng này hết. Đó, hai thằng này cũng đồng dạng. 40AB trừ 45AB thế thì bằng trừ 5AB căn AB. Đấy. Ok chưa? Đấy, thế là đấy là kết thúc cái bài 58, 59 nhá. Thôi thầy sẽ chữa cho bạn hai bài thôi. Video khá là dài rồi. Thì ở phần sau, phần tiếp theo là phần mấy nhỉ? Phần 4 đúng không? Thầy sẽ quay tiếp bài 60 và bài 61 nhá. Đấy. Rồi, thầy sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Hãy ủng hộ cho kênh học toán của thầy Cường nhé, bằng cách là chia sẻ những video giúp thầy và lên các hội nhóm hoặc lên Facebook cá nhân của mình ý. Rồi là đăng ký kênh, bấm chuông để có thể theo dõi và nhận được video sớm nhất. Thường thì thầy sẽ up video lên thời gian là 7 giờ tối nhá, hoặc 7 rưỡi. Đấy, ngoài ra các bạn muốn có thể theo dõi cuộc sống của thầy thông qua cái kênh thầy Cường Vlog nhé. Đấy, thầy Cường Vlog, kênh này là thầy chia sẻ về cuộc sống của thầy, không có bài giảng đâu, về cuộc sống của thầy đâu, nhưng thỉnh thoảng thầy mới quay nhé. Nếu có yêu quý thầy thì có thể đăng ký kênh này. Cảm ơn các em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye.